Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Đăng ảnh cưới có vòng hai to, Đông Nhi bị khán giả đồn cưới chạy bầu với ông Cao Thắng. Với một chiếc ảnh đẹp, Đông Nhi và ông Cao Thắng chiếm hết spotlight. Tuy nhiên, cũng từ những bức ảnh này, cư dân mạng soi vòng hai to bất thường của Đông Nhi và đồn đoán rằng cô đã cưới chạy bầu. Quen nhau và yêu nhau vỏn vẹn 15 trời với rất nhiều dự án chung, Đông Nhi và ông Cao Thắng vẫn kín tiếng về chuyện tình cảm. Với khán giả, họ cũng đã ngầm hiểu khi thấy cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau, chăm sóc nhau. Và rồi sau 3 năm chờ đợi, cặp đôi trai tài gái sắc này cũng chính thức thừa nhận bằng bức ảnh giọng ca lạnh lùng, khoe được bạn trai tặng nhẫn kim cương và được cầu hôn ở New York. Một câu chuyện thú vị về tình yêu ngọt ngào của cặp đôi này được một người bạn thân của Đông Nhi, ông Cao Thắng kể lại cách đây 7 năm, cụ thể vào năm 2012, khi khắp nơi dấy lên tin đồn ngày tận thế gần kề. Khi được hỏi nếu điều đó là sự thật thì sẽ làm gì, câu trả lời của Đông Nhi khiến mọi người cực kỳ ấn tượng. Em sẽ khiến kiếm thật nhiều tiền rồi mua kim cương, là một chiếc hộp bằng kim cương, rồi em với anh Thắng chui vào đó. Em nghiên cứu rồi, kim cương là chắc nhất, không thể vỡ ra được. Gần đây nhất, đúng vào dịp sinh nhật tuổi 31, Đông Nhi chính thức tung ra bức ảnh cưới đầu tiên kèm theo thông tin về lễ đính hôn sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 11. Sắp tới. Cùng với đó, ông Cao Thắng cũng hé lộ một hình ảnh tuyệt đẹp khác bên vợ sắp cưới kèm để chúc mừng sinh nhật ngọt ngào, chúc mừng sinh nhật độc thân cuối cùng của em. Nhiều sao Việt và người hâm mộ đang rất mong chờ đám cưới đặc biệt bậc nhất của showbiz Việt dịp cuối năm nay. Theo nguồn tin chính thức mà chúng tôi được biết, đảo Ngọc Phú Quốc được chọn là nơi chứng kiến thời khắc trọng đại của giọng ca Xin Anh Đừng cùng vị hôn phu sau 10 năm gắn bó. Những khách sạn resort 5 sao hàng đầu tại đây như Vinpearl, Lovotel, Sininda, v.v. được liệt vào danh sách nghi vấn hàng đầu. Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc phúc, cư dân mạng bất ngờ soi kỹ vòng hai của Đông Nhi trong bức ảnh cưới do ông Cao Thắng tiết lộ. Nhiều người cho rằng vòng hai của Đông Nhi lớn bất bình và rất không bình thường. Dẫu nghi vấn cưới chạy bầu, nhưng nếu để ý kỹ nguyên nhân là do chiếc váy phản chủ mà Đông Nhi lựa chọn vô tình khiến vòng hai của nữ ca sĩ to lên dưới ống kính của máy ảnh. Trước đó, những hình ảnh Đông Nhi và ông Cao Thắng dắt nhau đến bệnh viện trước ngày cưới cũng làm rộ lên tin đồn cả hai có tin vui trước khi về chung một nhà. Tuy nhiên, cả hai nghệ sĩ thực ra chỉ đi khám sức khỏe tổng quát tiền hôn nhân, điều mà các cặp vợ chồng sắp cưới đều thực hiện. Hình ảnh được cho là ông Cao Thắng và Đông Nhi đi chọn mẫu nhẫn cưới. Cả hai nắm tay nhau trong một ngày đặc biệt, không những làm việc chung, cả hai còn đi du lịch nhiều nơi với nhau để hâm nóng tình cảm. Trong đám cưới sắp tới của Đông Nhi và ông Cao Thắng, những khoảnh khắc mời toàn sao Việt đình đám được dự đoán sẽ tham dự như Phạm Quỳnh Anh, Khổng Tứ Quỳnh, Trấn Thành, Harry Won, Ngô Kiến Huy, Bảo Anh, Song Luân, Ninh Dương Lan Ngọc. Một người bạn thân của Đông Nhi, ông Cao Thắng cũng kể lại câu chuyện vui về họ cách đây 7 năm, cụ thể vào năm 2012 khi khắp nơi dấy lên tin đồn ngày tận thế gần kề. Khi được hỏi nếu điều đó thực sự sẽ xảy ra thì câu trả lời của Đông Nhi khiến mọi người cực kỳ ấn tượng. Em sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi mua kim cương, là một chiếc hộp bằng kim cương, rồi em sẽ cùng anh Thắng chui vào đó. Em nghiên cứu rồi, kim cương là chắc nhất, không thể vỡ ra được. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.